Dương và Minh Đức xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng nay có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn 2 năm thi công, Cần Thơ sẽ khánh thành cầu Cờ Đỏ trên đường tỉnh 919 vào cuối tháng 4 này. Sức hút từ các lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ qua từng năm. Thưa quý vị, trạm dừng nghỉ đường bộ phải có hệ thống điện phục vụ cho các trụ thiết bị sạc điện cho xe ô tô điện phải đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh theo nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư. Đây là một trong những nội dung tại thông tư số 09/2024 sửa đổi quy chuẩn quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2024. Thông tư cũng quy định số vị trí đỗ xe tối thiểu có thể bố trí xe ô tô vào sạc điện chiếm 10% tổng vị trí đỗ xe. Việc đầu tư hạ tầng dành để lắp đặt trụ sạc, thiết bị sạc phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư. Đối với các trạm dừng nghỉ loại 1 và 2 bắt buộc có hạng mục này. Trạm loại 3 và loại 4 khuyến khích có. Trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc xây dựng phải áp dụng quy mô trạm dừng nghỉ loại 1 và loại 2 hoặc loại 3 và phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Một thông tin đáng phấn khởi đó là cầu Cờ Đỏ trên đường tỉnh 919 qua thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chuẩn bị khánh thành vào cuối tháng 4 này sau hơn 2 năm thi công. Cầu Cờ Đỏ có tổng vốn đầu tư hơn 165 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư khởi công hồi tháng 2 năm 2022. Thời gian thi công 630 ngày. Tổng chiều dài tuyến là 369 m. Trong đó, cầu Cờ Đỏ dài hơn 83 m thuộc công trình giao thông cấp 3. Vận tốc thiết kế là 40 km/h. Cầu có thiết kế gồm hai đường nguyên, mặt cắt ngang cầu gồm 6 làn xe, rộng 31 m. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ, cầu Cờ Đỏ cơ bản đã hoàn thành, đang thảm nhựa và một số hạng mục phụ trợ trên cầu. Dự kiến đến cuối tháng 4, cầu sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng. Cầu Cờ Đỏ mới khánh thành sẽ kết nối đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả khai thác của các tuyến đường tỉnh 919-922, phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện Cờ Đỏ nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất tăng nhiều mức tiền hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, hạn chế chuyển đổi. Vâng, thông tin được nêu trong dự thảo quy định chi tiết về đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ ban hành. Dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ hiện nay từ 1 lên 2 triệu đồng một hecta mỗi năm với đất chuyên trồng lúa, từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng với đất trồng lúa còn lại. Trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch kế hoạch. Ngoài hai mức hỗ trợ trên, Bộ đề xuất hỗ trợ thêm 3 triệu đồng một hecta mỗi năm với vùng quy hoạch trồng lúa cần bảo vệ hoặc cần hạn chế chuyển đổi để áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Đây là điểm mới với quy định hiện hành. Dự thảo luật tư pháp đề xuất người chưa thành niên phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi có thu nhập hoặc có tài sản riêng được áp dụng hình phạt tiền. Đây là dự án luật hoàn toàn mới, lần đầu tiên được Quốc hội khóa 15 đưa vào chương trình và dự kiến được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp tháng 5 tới. Về hình phạt tiền, Điều 103 dự thảo quy định phạt tiền được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Mức tiền phạt đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá 1/2 mức tiền phạt mà điều luật quy định. Mức tiền phạt đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội không quá 1/3 mức tiền phạt mà điều luật quy định. Như vậy, so với bộ luật hình sự hiện hành, dự thảo luật đã mở rộng đối tượng người chưa thành niên phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thu nhập hoặc có tài sản riêng được áp dụng hình phạt tiền. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ vừa cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay, giá vé xe khách trên các tuyến đường liên tỉnh nội thành sẽ không thay đổi so với ngày thường. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay có thời gian nghỉ dài, số lượng công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động về quê ăn lễ dự kiến sẽ tăng cao.
nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Để đảm bảo nhu cầu đi lại, công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường bộ tăng cường đầu xe trực tại bến và xe dự phòng. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức nhiều tổ phối hợp với các ngành chức năng trong thành phố để kiểm tra và xử lý tình trạng tài xế chủ xe tự ý lên giá, không niêm yết giá, chở dư người, không có danh sách hành khách và lên xuống khách bừa bãi, lập bến cóc, xe dù. Dự kiến dịp dỗ Quốc Tổ, Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11, trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ có rất đông lượng du khách từ các tỉnh thành trong cả nước đến chiêm bái đền thờ vua Hùng và tham quan lễ hội. Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố bố trí nhiều tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính vào nội ô thành phố như các tuyến quốc lộ, đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt để kiểm tra và xử lý các trường hợp điều khiển xe vi phạm các quy định như chở quá tải, quá khổ, có nồng độ cồn, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, đưa xuống khách không tuân thủ biển báo hiệu đường bộ. Cùng với việc kiểm tra, ngành chức năng còn hướng dẫn nhắc nhở các chủ xe tài xế từ các tỉnh khác vào nội ô thành phố đến đền thờ vua Hùng và lễ hội bánh dân gian được an toàn, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong nội ô. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết lễ hội Dừa Sáp sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 năm nay. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, địa phương có diện tích dừa sáp lớn nhất tỉnh để tổ chức. Đây là lần đầu tiên trái dừa sáp Trà Vinh có lễ hội riêng. Lễ hội sẽ có cuộc thi chế biến 100 món ngon từ dừa sáp, dự kiến xác lập kỷ lục Việt Nam. Hội thảo về thực trạng và tiềm năng dừa sáp bản địa Cầu Kè, hoạt động trưng bày trái cây ngon, tọa đàm du lịch Cầu Kè tiềm năng ven sông Hậu, hội chợ thương mại, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Sự kiện quy mô cấp tỉnh này còn kết hợp với việc tổ chức tuần lễ Du Lan Thắng Hội huyện Cầu Kè. Trong dịp này sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quý khán giả thân mến, lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa mà thông qua đó còn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Và trong những năm qua, các lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phát huy rất tích cực những ý nghĩa trên. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức hàng năm vào dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, được xem là hoạt động điểm nhấn của thành phố Cần Thơ. Với quy mô cùng sự chuyên nghiệp được nâng chức qua từng năm, lễ hội đã thu hút một lượng lớn người dân trong thành phố và khu vực đến tham quan cũng như thưởng thức. Thấy lễ hội nhân gian này có rất là nhiều bánh đa dạng phong phú ở tất cả các tỉnh, giống như là mỗi một loại bánh đó là sẽ tượng trưng cho một vùng miền nào đó. Thấy việc tổ chức như này giúp cho tụi em có nhiều cái kiểu như nhiều cái thưởng thức nè, kiểu như trải nghiệm để sau này có thể về tụi em có học theo làm để sau này để cho thế hệ sau người ta càng biết nhiều hơn. Cảm ơn các cấp chính quyền đã tổ chức cái hội chợ bánh dân gian này để giao lưu các nước giữa các vùng miền. Mỗi vùng miền là mỗi món cái đặc trưng của từng vùng miền, nhưng mà nói chung về cái miền Tây mình là bánh rất là phong phú và đa dạng. Lượng khách hàng năm thì có thể là qua từng năm có những cái nó tăng hơn. Như năm ngoái thì lượng khách khá là đông. Và năm nay thì chúng tôi cũng kỳ vọng với cái sự đổi mới sáng tạo của ban tổ chức lễ hội đó thì cũng sẽ có cái không gian thoáng và những cái hoạt động đổi mới của các cái nghệ nhân mà ban tổ chức đã bố trí đó, thì tôi hy vọng là kỳ này nè sẽ đón cái lượt khách cao hơn so với năm 2023. Cùng với lễ hội bánh dân gian, hàng năm, thành phố và các quận huyện còn tổ chức một số lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống, vừa góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa của cư dân miền sông nước, vừa kích cầu phát triển thương mại và du lịch, như Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền, Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Trái cây Tân Lộc, Ngày hội Du lịch Đêm qua Đăng Ninh Kiều. Em rất vui vì được đến với chương trình Ngày hội Văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Thì em đến đây em cảm thấy giống như là được sống lại như hồi còn nhỏ như anh, miền Tây sông nước rồi, đặc sản ở đây rất là phong phú. Đến với ngày hội thì chúng tôi hết sức là tâm đắc về công tác tổ chức của ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ chúng ta, hết sức là chu đáo, phong phú, quy mô và ấn tượng. Và qua cái sự kiện này thì chúng tôi thấy rằng cái cơ hội để mà kết nối liên kết giữa An Giang với Cần Thơ nói chung cũng như là Phong Điền và các cái khu điểm đến của Cần Thơ của chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hợp tác hơn. Qua cái hoạt động này thì hàng năm thì
cái lượng khách trong nước và ngoài nước là biết đến là rất nhiều, đến rất đông. Vì vậy thì mỗi năm tổ chức đều có cái quy mô trưng bày những cái tiểu cảnh, những cái sản phẩm du lịch mới lạ của các nhà vườn du lịch trên địa bàn của huyện Phong Điền. Mỗi lễ hội có quy mô và ý nghĩa khác nhau, nhưng tựu trung đều thể hiện tinh thần mến khách của người dân đất Tây Đô, cũng như nỗ lực của lãnh đạo, ngành chức năng thành phố trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Theo đó, sự thành công của từng lễ hội sẽ mang đến những hiệu ứng tích cực trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch cho thành phố Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung. Chương trình liên tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long vừa cứu sống thành công nữ bệnh nhân vỡ lách độ 3, gãy xương sườn do tai nạn giao thông bằng phương pháp chụp nút mạch số hóa. Bệnh nhân là bà DTO, 51 tuổi, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau ngực, chấn thương nặng ở vùng ngực và hạ sườn trái, xuất huyết nội, huyết áp tăng. Sau khi kiểm tra tình trạng lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bệnh nhân bị chấn thương bụng kính nặng, gây xuất huyết nội do vỡ lách độ 3, gãy các cung sườn bên trái do tai nạn giao thông. Qua 6 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi tốt, tỉnh táo, sinh hiệu tốt, hết đau ngực, tình trạng cải thiện, huyết áp ổn định và được xuất viện theo dõi ngoại trú. Thưa quý vị, hạn chế trong việc đi lại và sức khỏe không đảm bảo dẫn đến người khuyết tật gặp khó trong việc tìm việc làm. Song bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực, thời gian qua, Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ đã trở thành cầu nối để người khuyết tật tự tin hơn hòa nhập cộng đồng. Anh Phan Văn Kỳ ở phường Thái An Đông, quận Bình Thủy bị liệt hai chân sau trận sút bại liệt năm 3 tuổi. Vốn là người có tinh thần nghị lực cao, anh Kỳ luôn phấn đấu để cuộc sống gia đình không chỉ no đủ mà còn có của ăn của để. Hành trình phấn đấu ấy luôn có sự góp mặt của Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ trong suốt 20 năm qua. Mới đây, anh Kỳ được hội hỗ trợ vốn 15 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi gà thả vườn. Tiếp cận nguồn vốn của hội thì rất là nhiều đợt. Có những đợt là 6 triệu, rồi lên 10 triệu và 15 triệu. Đợt rồi anh mới bán được đàn gà khoảng 150 con. Sau khi trừ chi phí thì anh lời khoảng 1/3 số vốn. 5 năm qua, theo nhu cầu của doanh nghiệp địa phương, hội đã đào tạo nghề cho 24 người khuyết tật, cụ thể về thiết kế đồ họa và xây dựng thương hiệu, nghề may và chỉnh sửa hình ảnh. Hỗ trợ vay vốn không lãi suất cho 293 lượt người với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Em chọn lớp này là tại vì em cũng có sở thích về Photoshop, với lại cũng muốn có công việc ổn định. Hiện nay tổng số hội viên của Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ là 452 người, tăng 43,9% so với năm 2018. Ngoài hỗ trợ về kinh tế, tạo việc làm, hội còn tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện giúp người khuyết tật nâng cao nhận thức, vượt qua rào cản của chính bản thân, hòa nhập cộng đồng. Các chương trình an sinh xã hội, trao xe lăn, xe lắc, học bổng, vân vân. Hội cũng tạo điều kiện cho hội viên, trong đó có em tham gia được những cái khóa như là nâng cao về năng lực hiểu biết về pháp luật, về sơ cấp cứu, về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tổ chức cuộc họp. Và rất nhiều các cái buổi tập huấn khác. Thì qua những cái buổi tập huấn này thì em học hỏi được rất nhiều kỹ năng, em mạnh dạn trước đám đông và áp dụng cho công việc rất là tốt. Ngoài ra nữa thì em còn có thể hỗ trợ được cho một số các anh chị khuyết tật khác hiểu biết thêm về pháp luật, cũng như là tự tổ chức những cái cuộc họp nhỏ trong câu lạc bộ hội nhóm của mình. Hội giới thiệu qua cho bé được lãnh học bổng hàng năm, nhờ cái tiền đó cũng tính học phí cho bé, nó có động lực thêm để nó học tốt. Mỗi lần lãnh vậy nó vui lắm. Hiện giờ chúng tôi đang thực hiện cái dự án hòa nhập xã hội của người khuyết tật thành phố Cần Thơ từ năm 2021 cho tới 25. Có nghĩa là hiện giờ chúng tôi đã làm tới năm thứ tư rồi. Thì cái đây là cái địa bàn của dự án là Bình Thủy với Cờ Đỏ, chúng tôi sẽ tiếp tục. Cái thứ hai nữa thì đa dạng quá các hình thức tiếp cận nhà tài trợ, tiếp tục viết và tìm nguồn ở các dự án, và cuối cùng thì chúng tôi sẽ làm là có nghĩa là cái cuộc cái giải thể thao á, bước cho hòa nhập. Năm nay chúng ta sẽ làm tiếp tục.
với sự hỗ trợ của Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ, các cấp các ngành và nhân dân thành phố sẽ động viên tiếp thêm nghị lực, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Thư viện thành phố Cần Thơ phối hợp cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ thực hiện triển lãm sách lưu động và ra không gian đọc tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ nhằm hưởng ứng sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 với chủ đề Quyển sách thay đổi đời tôi. Đây là dịp để các học viên đang cai nghiện tại cơ sở có dịp tìm hiểu về truyền thống yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như có thêm những hoạt động giải trí và sinh hoạt tập thể. Sinh nghèo với những nỗ lực vượt khó để được học đại học. Rất nhiều lúc vì cơm áo, cậu đã định bỏ học, nhưng được sự động viên và giúp đỡ của người thân và bạn bè, những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí cậu đã bị đánh bật bởi... Đó là nội dung trong quyển sách Hạnh Phúc Dịu Dàng của tác giả Trương Thị Chung mà học viên Nguyễn Chí Bảo đã chọn để giới thiệu trong buổi triển lãm sách lưu động và ra mắt không gian đọc tại cơ sở. Cái quyển sách này đọc em cảm nhận được là cái sự mà phấn đấu vươn lên của một cậu học sinh nghèo. Hy vọng là cơ sở sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này để cho người cai nghiện chúng em có cơ hội được học hỏi mà mở mang thêm kiến thức. Dưới trên 600 đầu sách được trưng bày triển lãm và được bố trí trong không gian đọc tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ có nhiều nội dung phong phú, đa dạng như học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, du lịch Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, kỹ năng sống, chính sách pháp luật, vân vân. Từ đó, giúp các học viên đang cai nghiện tại cơ sở có dịp tìm hiểu và trau dồi kiến thức. Và những lúc buồn, em nhớ về gia đình thì em nhắn tìm đến sách em đọc. Sách cũng giống như người bạn nói với em, giúp em để thư giãn, cải thiện tâm trạng, an tâm tư tưởng chấp hành tốt nội quy quy chế của cơ sở để sớm tái hòa nhập vào cộng đồng. Thư viện thành phố Cần Thơ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cũng như là luân chuyển sách đến cái phòng đọc sách tại nơi đây để phục vụ cho các học viên. Nhân cái ngày sách văn hóa đọc thì cũng chọn cái cơ sở cai nghiện để tổ chức cái ngày sách, những cái quyển sách khi đem đến phục vụ ở đây là về kỹ năng sống cũng như là những quyển sách mà có thể là các bạn có thể học hỏi như là về cái nghề của mình để khi mà các bạn mà quay về cuộc sống thường thì có thể là mình sẽ sử dụng nó cho nó tốt hơn. Ngoài cái việc đọc mà để mở mang cái tầm hiểu biết, còn giúp người cai nghiện ở đây cảm nhận thời gian cai nghiện ở đây nhẹ nhàng hơn, dành thời gian rảnh rỗi hàng ngày để đọc sách, giúp các bạn sẽ tự thấu hiểu mình và tìm ra những giá trị, niềm tin, ước mơ và giúp các bạn sẽ thấy con đường trong tương lai. Bên cạnh buổi triển lãm sách, những hoạt động như biểu diễn văn nghệ, thi tuyên truyền giới thiệu sách, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Cần Thơ đã góp phần tạo được sự phấn khởi và giúp các học viên đang cai nghiện tại cơ sở nâng cao nhận thức và chấp hành nội quy, quy chế tại cơ sở để sớm trở lại cộng đồng. Quý khán giả thân mến, lứa tuổi học sinh khi đối mặt với sự thay đổi tâm sinh lý, căng thẳng, học hành, các mối quan hệ, nếu như không biết cách xử lý để vượt qua những khó khăn, những tình huống bất ngờ thì sẽ dễ dẫn đến nhiều vấn đề không hay. Và để hỗ trợ định hướng cho học sinh giải tỏa cũng như là có tâm lý thoải mái trong học tập và cuộc sống, ở các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ có các hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Mời quý vị cùng phóng viên đài tìm hiểu hoạt động bổ ích này tại trường trung học cơ sở Lê Bình, quận Cái Răng. Trường trung học cơ sở Lê Bình, quận Cái Răng có 1.545 học sinh với 37 lớp. Do học sinh ở lứa tuổi này thường thay đổi tâm sinh lý, nên từ nhiều năm qua trường dành riêng một góc nhỏ cho việc tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Tổ tư vấn tâm lý này hỗ trợ cho em rất nhiều về học tập, về mối hỏi quen bè, thì chúng em cũng được thầy cô hỗ trợ xây dựng một tình bạn tốt hơn. Tổ tư vấn tâm lý học đường hoạt động rất tốt bởi vì có những lời giải đáp hay những lời giải thích về những băn khoăn khó khăn mà những bạn học sinh ở lứa tuổi mới lớn gặp phải. Có những lời khuyên hiệu quả
giúp các bạn có lại sự tự tin hơn trong học tập. Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, Tổ tư vấn tâm lý học đường đã tư vấn hỗ trợ, giải tỏa những băn khoăn cho các em học sinh về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến học tập, các mối quan hệ, cũng như những thay đổi về tâm sinh lý, nhằm giúp các em ổn định về tâm lý, tạo môi trường thân thiện, an toàn với mối quan hệ thống nhất trong giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Tổ tư vấn của chúng tôi có tiếp nhận rất là nhiều những cái trường hợp cần tư vấn về tâm lý, về học tập, cũng như là có những cái hành động mà làm tổn thương lẫn nhau. Thì đến với chúng tôi thì chúng tôi có phân tích cho các em từng những cái hành động, những lời nói, những cử chỉ đúng và chưa đúng. Thì từ đó giúp cho các em nhận thấy được đâu là hành động chưa đúng, đâu là hành động đúng, để điều chỉnh lại cái thái độ, cái hành vi của mình theo một cái hướng tích cực, đúng đắn. Tổ tâm lý trong nhà trường là chỉ đạo chung là ban giám hiệu nhà trường. Có các thành viên là đoàn thanh niên, rồi phân công cụ thể cho giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường. Rồi ngoài ra còn các thành viên khác là tất cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm có thể gặp gỡ học sinh trong nhiều cái thời gian khác để gặp gỡ, để trao đổi, chia sẻ và nhằm cái biện pháp là gỡ những cái khúc mắc cho các em. Hiện nay, 100% trường học ở thành phố Cần Thơ đều có các hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Qua đây không chỉ giúp học sinh giải quyết được những vấn đề đang gặp phải, mà còn hỗ trợ cải thiện tốt các mối quan hệ gia đình, nhà trường, bạn bè. Mô hình này cần được phát huy hơn nữa để các thầy cô cùng đồng hành chia sẻ, giúp học sinh tháo gỡ và vượt qua những khó khăn vướng mắc, cùng nhau xây dựng tinh thần thái độ học tập tích cực, đoàn kết gắn bó cùng phát triển. Thưa quý vị, trong tuần tháng 4 này, Hội Doanh nhân nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai siêu thị yêu thương mùa 2. Và lần này thì hoạt động đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người hơn để đóng góp thêm nguồn lực chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Mùa 1 của siêu thị yêu thương được thực hiện với hình thức vừa tặng quần áo cũ, vừa bán lại quần áo cũ, nhưng chỉ mới mặc 1 đến 2 lần, thậm chí có những quần áo còn tem mạc với giá tượng trưng từ 10.000 đến 100.000 đồng để gây quỹ an sinh xã hội. Kết quả đã mang về 142 triệu đồng để xây dựng một mái ấm cho phụ nữ khó khăn tại huyện Vĩnh Thạnh và hỗ trợ cho những người lính bảo vệ chủ quyền đất nước ở huyện đảo Trường Sa. Phát huy việc làm ý nghĩa này, siêu thị yêu thương mùa 2 tiếp tục được thực hiện và lan tỏa thêm nhiều đối tượng không phải là hội viên. Tình cờ em thấy trên Facebook của một người quen thì đăng lên thì về quyên góp áo quần, túi sách. Nhưng em thấy cũng rất là có ý nghĩa. Em cũng đã để dành mấy áo quần mà em không còn mặc vừa nữa. Em cũng muốn chia sẻ để cho mấy người nghèo khó có thể có áo mặc hoặc là có túi sách là đeo đặt được. Siêu thị yêu thương được triển khai từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Nơi đây bố trí thành hai khu, khu không đồng cho người dân khó khăn và khu bán giá tượng trưng từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng một sản phẩm để gây quỹ. Năm nay, hoạt động đều các chị em hội viên tổ chức bài bản hơn, sản phẩm cũng được lựa chọn kỹ càng để mang đến bày bán, trao tặng. Cũng như là em không có quần áo rồi, nghe nói ở đây cho vậy đấy. Quần áo không đồng đó em chạy lại, thấy cháu mình đang không có đồ bận nữa, lựa cho cháu. Cháu với thằng con trai của em, con trai em đi bán vé số. Đồ này đồ ấy không à, đồ đẹp đẹp không à, dễ gì có tiền mình dùng mua được một đống gì đâu. Trong mùa 2 này thì em cũng rất là muốn là mình sẽ thu được cái số tiền bằng năm rồi hoặc hơn năm rồi nữa. Và toàn bộ số tiền này tụi mình cũng sẽ dành cho thiện nguyện hết. Thì năm nay đã có ký với giao ước với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, cũng trao một mái ấm tình thương và một cái gói hỗ trợ cho phụ nữ đồng hành với phụ nữ biên cương và 20 suất học bổng. Thì tụi mình sẽ cố gắng để làm sao trong một tháng thì sở sẽ có số tiền đó để cùng đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. Từ những chiếc quần áo cũ không còn mặc vừa dặn, nếu bỏ đi sẽ gây lãng phí, thậm chí ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng khi chúng được sử dụng đúng mục đích thì vẫn phát huy giá trị và mang đến niềm vui cho nhiều người.
và siêu thị yêu thương của các chị em hội nữ doanh nhân không chỉ đem yêu thương lan tỏa cộng đồng mà còn gắn kết được hội viên với nhau để cùng hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình 12 giờ trưa nay của đài chúng tôi.